tăng 2.33%. Kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 294.95 đô la mỗi tấn, tăng 2.72% và giao hàng tháng 5 năm 2025 là 283.85 đô la mỗi tấn, giảm 3.5%. Tình hình kinh tế toàn cầu vẫn khá căng thẳng với nguồn cung tiền giá rẻ hạn chế do lãi suất trên toàn thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của nguồn cung container và khả năng sử dụng đầy đủ các tuyến đường vận chuyển. Các chuyến hàng vẫn đang phải chuyển hướng khỏi kênh đào su và phải đi vòng quanh mũi hảo vọng. Các yếu tố trên kết hợp với tình trạng nguồn cung toàn cầu cầu thắt chặt, cán cân cung cầu tích lũy trong 6 năm gần nhất vẫn ở mức âm 13,1 triệu bao, đã tạo áp lực tăng giá trên thị trường cà phê toàn cầu môi trường kinh tế hiện tại cũng hạn chế khả năng nắm giữ lượng hàng tồn kho lớn với mức chi phí rẻ bởi hiện tại việc trả nợ cho các tổ chức tài chính không mang lại một mô hình kinh doanh cạnh tranh tuy nhiên tác động của việc mua hàng theo phương thức vừa kịp thời just in time cũng không mang lại hiệu quả về chi phí điều này tạo áp lực tăng ngắn hạn lên giá cà phê khi nhu cầu vẫn cao trong khi nguồn cung bị thu hẹp cũng theo báo cáo của ico Xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong tháng 7 đạt tổng cộng 10 triệu bao, loại 60 kg mỗi bao, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong 10 tháng đầu niên vụ 2023 đến 2024, xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu đạt 103 triệu bao, tăng 10,6% so với 93,9 triệu bao của cùng kỳ niên vụ trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm cà phê nhân xanh Arabica Brazil tăng 23,7% trong 10 tháng đầu niên vụ, đạt 28,4 triệu bao. Nhóm cà phê Arabica Colombia cũng tăng 12,1% lên 10,1 triệu bao. Nhóm Arabica khác tăng 1,3% lên 18,8 triệu bao. Xuất khẩu Robusta toàn cầu cũng tăng 5% trong 10 tháng đầu niên vụ hiện tại, đạt 39,7 triệu bao chủ yếu do xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil bù đắp cho sự sụt giảm của Việt Nam. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024 như sau. Thị trường cà phê trong nước hôm nay nằm trong khoảng 117.800 đến 118.900. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 118.400 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 118.900 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 118.500 đồng ổn định so với ngày hôm qua. Ở Pleiku và La Grai cùng giá 118.400 đồng kg. Tại tỉnh Con Tum ở mức giá 118.500 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 118.900 đồng mỗi kg đi ngang so với ngày hôm qua. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 117.800 đồng kg đứng nguyên so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay, ngày mùng 9 tháng 9 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 118.500 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ea Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 118.400 đồng kg dự báo giá cà phê ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại thị trường trong nước tiếp đà giảm. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, 8 tháng 5 2024 xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,052 triệu tấn, kim ngạch 3,99 tỷ đô la giảm 12,5% về lượng nhưng tăng tới 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.